Ok. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. Các bạn thân mến, đây là một cái thế mạnh của vườn chim thuộc Vũ Văn Thao tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là cái dấu ấn mà không giống với ai. Bởi lẽ là chim của mình thì mình sẽ xuống ngủ rất là sớm, ví dụ như con chim này. Đấy. Tầm như thế này, con chim này nó sẽ được bón từ bây giờ đến khoảng 10 ngày nữa thì nó sẽ đạt được như thế này. Con chim như thế này thì nó đã đang học mổ rồi, ăn nếu như nó đói. Các bạn nên dùng cắm gà úm để một cái khay thật thấp trên mặt sàn chuồng, thì chúng sẽ trong một cái chuồng, chúng các bạn để lên để đàn anh đàn chị của nó biết chỗ rồi và nó sẽ tự học nhau. Với 30 con chim cô gái này thì chúng ta sẽ gì là ưu thế của chúng sẽ gì chúng sẽ tự là sưởi ấm nhau, và những con này là được đánh dấu màu mực cũng như là buộc chân bằng màu của dây thành cặp thành đôi. Đó, như con chim này nó sẽ được đánh dấu chân rồi, là quen. Như con chim như thế này mà ở ngoài thiên nhiên thì di chưa các bạn là chúng đã sẽ bay được hết rồi, bay mất hút luôn. Nhưng đây là con chim này rất là thuần, bởi vì chúng đã được nuôi từ đỏ hòn. Một những con chim nó rúc rúc kia là những con chim nó há mồm và đã thuần rồi. Okay. Thì kính thưa các bạn, quý vị và các bạn mua chim giống ở bên mình thì quý vị các bạn yên tâm, chim gáy Bắc Bộ, cu đất, cu rừng, đây là cái biểu tượng của chúng. Các bạn có thể thấy là gì, con chim đã bộc lên cầu như thế này. Con chim này các bạn thấy không? Đã được đánh cắt đuôi. Số điện thoại liên hệ là 01 63 53 05 982.
Mình mới lắp thêm một cái số nữa để tiện cho các bạn gọi, bởi vì tổng đài của mình đã quá tải. 09 89 177 982. Gặp anh Thao tại Ba Vì, Hà Nội để đặt những đôi chim giống chuyển đi toàn quốc. Thì video này thì mình cũng không có ý là gì về số lượng cả. Nhưng thực tế là để có được một cái vườn chim, một cái dàn chim xuống ổ đều đặn, đó là một cái và nó là một bí quyết. Các bạn yên tâm là các bạn cứ làm theo những cái gì mình hướng dẫn, điện cho mình sẽ chia sẻ hết mình. Vì là đây là một cái dàn chim, chúng sẽ ăn nhau nhau theo bầy đàn. Những con chim rất là gì có giá trị. Vì đấy là chúng bé nhưng mà chúng rất là con chim rất là chất lượng đúng không ạ? Chim rất là chất lượng. Thì cái lá mà mình rải ở đây là cái lá thông, mình khay nhựa cho này. Đấy là một cái đựng xốp, trong cái phân của chúng sẽ có nước đá mà chúng đi xuống dưới thì nó sẽ gì lọt xuống dưới. Như vậy là dưới bụng con chim, con chim không bao giờ ướt cả, dưới bụng con chim không bao giờ ướt cả. Con chim sờ như nào cũng gì nóng hổi, không có bết gì cả. Lên đây trong một cái giỏ với diện tích 2 năm vuông, 2 năm và 40, cao tầm 2 năm. Các bạn để một khay chim như thế này, một khay chim bên như này, lượng là những con nào cùng chặt cùng chà chúng ta sẽ để sang một bên để cho nó cân đối, sẽ không dẫm phải những con chim ở non hơn. Ví dụ như con chim chim này thì nó non, đúng không? Mình không thể chỉ nhốt chung với con này. Đó, con này nó to hơn, nó có thể dẫm vào con này. Đó, dẫm vào như thế thì là gì? Khi con chim to nó dẫm vào thì con chim non ăn no thì nó sẽ bị vỡ diều, gây đến tử vong, thấp thoát và anh em. Như anh em mà tìm được cái nhà xe đi qua nhà các anh em, sau đó anh em gửi tiền cho nhà xe, nhà xe lên đến trung tâm Hà Nội, Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát, thì bên mình sẽ có nhân viên ra tại bến và giao hàng cho các bạn, đồng nghĩa với là sẽ đưa chim giống cho các bạn. Khi nhà xe từ Hà Nội quay lại về địa phương các bạn thì các bạn sẽ nhận được đôi chim. Làm được như vậy thì sẽ rất tốt cho bên mình, bởi vì bên mình sẽ không phải gì, không phải tìm nhà xe để đi đến đúng địa điểm của các bạn. Và các bạn sẽ được giảm giá một chút, nếu như là bên mình tìm nhà xe thì bên mình sẽ phải quay lại lần thứ hai để bên mình lấy tiền từ nhà xe. Mình sẽ ưu ái cho các bạn ở các tỉnh phía Bắc. Tất nhiên là các bạn lấy những chuyện này thì thường mình vận chuyển ở trong vòng khoảng có chim vẫn sống và đảm bảo về nhà khỏe mạnh. Cái lượng chim mà mình cung cấp cho thị trường là rất là nhiều, nói với bạn rất là nhiều. Zalo của bên mình đăng ký bằng số điện thoại là 0163530592, và cái số tài khoản để các bạn tiện giao dịch, mình ưu tiên cho các bạn chuyển khoản sẽ được giảm giá, đỡ công trung chuyển. 2210 205 156 681 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Vì, chủ tài khoản là Vũ Văn Thao.
Bạn thân mến, hy vọng rằng video này sẽ củng cố thêm niềm tin cho các bạn và các bạn sẽ yên tâm khi lựa chọn đối tác là bên mình. Có một dàn chim bố mẹ rất là hay, chủ yếu là dạo thổ. Nếu con nào có pha thì cũng khoảng đạt khoảng 85%. Những con chim non này thì đã có nhiều thế anh chị đã lên chim rồi. Các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay của mình để tiếp tục đón nhận những video tư vấn cũng như nói về con chim cô gái này. Mình hứa sẽ chia sẻ hết mình và sẽ giao cho các bạn đúng uy tín. Thế mạnh của mình là mình cung cấp chim non khỏe mạnh, có gen, có dòng rất là tốt, giọng thổ. Và những con chim non này thường mình đã bón được khoảng 7 ngày, 10 ngày. Chúng đã biết bay theo người hoặc là đã gì, đã nhao theo người, theo tay người. Thì về các bạn sẽ có được, có thể là các bạn về không phải bón hoặc là bón hỗ trợ thêm 1-2 ngày nữa. Như thế này chẳng hạn. Thì các bạn sẽ có được, nó sẽ tự bổ được. Còn nếu như mà nó như thế này thì mình sẽ không bán được, bởi vì nó cũng còn lụ. Số người sẽ nuôi sẽ không có kinh nghiệm nhưng mình sẽ tạo ra rủi ro, ví dụ như con đang để lông này thế thôi, nó rất là gì, rất là nhỏ. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bây giờ thì cũng muộn rồi, 11:30 đêm rồi. Hy vọng rằng là quý vị các bạn sẽ có được cái đôi chim như mong muốn qua cái việc giao dịch với cơ sở chúng mình. Chúc các bạn một tối ngủ ngon. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.